Thiều Bảo Trâm ẩn ý đã có tình mới hậu nghi vấn chia tay Sơn Tùng. Chia sẻ của Thiều Bảo Trâm đang khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Thời gian vừa qua, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm dường như trở thành một trong những nhân vật được tréo tên nhiều nhất trên mạng xã hội vì ồn ào tình cảm chấn động. Ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của cả hai cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong khi Sơn Tùng cho ra mắt sản phẩm mới và gây tranh cãi thì ngược lại, sự nghiệp của Thiều Bảo Trâm ngày càng lên hương. Cô nàng thường xuyên gây bão với những khung ảnh xinh đẹp nhức mắt. Cho đến mới đây, trên tài khoản Facebook cá nhân, Thiều Bảo Trâm đã có những chia sẻ ẩn ý về chuyện tình cảm khiến cộng đồng mạng xôn xao. Cụ thể, cô cho biết, cho dù bạn đã từng chịu tổn thương sâu sắc đến thế nào, sẽ luôn có một người xuất hiện, khiến bạn tha thứ cho hết thảy những khó khăn mà cuộc sống đã gây ra trước đây. Thiều Bảo Trâm có chia sẻ ấn ý như đã có người mới hậu nghi vấn chia tay Sơn Tùng. Qua đó, nhiều người cho rằng ở hiện tại, Thiều Bảo Trâm đang có tình mới sau thời gian dính nghi vấn đã chia tay với Sơn Tùng MTP. Cách đây không lâu, cô nàng từng gây xôn xao với chia sẻ như ẩn ý mình đang độc thân, chị gái nói là tận hưởng ngày tháng là những cô gái không phải của ai này đi. Vài năm nữa những ngày cận Tết này lo nhà cửa chồng con ba mẹ ba má chồng bận rộn dữ lắm. Không được đi uống trà sữa lượn lờ ha ha hi hi hô hô nữa đâu. Hậu nghi vấn chia tay, cô ngày càng thăng hạng nhan sắc. Chuyện tình cảm của Thiều Bảo Trâm cũng được quan tâm.